Quang Cảnh đang cố gắng úp người lại, nhưng Lê Huy Hoàng đưa anh ngửa người ra. Liệu có một tình huống lội ngược dòng của Lê Huy Hoàng hay không? Lê Hoàng đang rất cố gắng ở trong 30 giây cuối cùng. Liệu có một chiến thắng sút bù giờ không? IC vào rất chặt rồi, rất chặt rồi, rất chặt rồi. Liệu có chiến thắng sắp biết sự hay không? Và Quang Cảnh vẫn chưa bỏ cuộc. Tài người sẽ điều khiển trận đấu này, xin mời ông Nguyễn Quang Vinh. Hai vận động viên thi đấu đúng luật riêng này, hãy cống hiến hết mình trong đêm này, chúc may mắn. Connor. Sẽ đến với hiệp thi đấu đầu tiên của Phạm Ngọc Cảnh và Lê Huy Hoàng. Ở trong trận đấu này thì con bot của Tapology đã dự đoán người giành chiến thắng là Lê Huy Hoàng với tỷ lệ chiến thắng lên đến 90%. Và tỷ lệ thi đấu đó không thể nói được lên được điều gì cả. Và đúng như cả hai đã tuyên bố, họ sẽ có một màn đấm ao nhau trên võ đài của GMA. Hai võ sĩ đang đánh tư thế striking. Lê Huy Hoàng có sức trẻ và Phạm Ngọc Cảnh có sự kinh nghiệm, rồi là cú đá, cú quét trụ đầu tiên của Phạm Ngọc Cảnh. Lê Huy Hoàng đang tỏ ra không sao cả, và bây giờ vẫn chưa có một tình huống địa chiến nào thưa quý vị. Cả hai vẫn đang thận trọng trong những tình huống áp sát. Rõ ràng là cả hai võ sĩ đều tìm hiểu nhau rất kỹ trước khi mà bán kết được diễn ra. Cả hai võ sĩ đang thi đấu trong tư thế striking, cự ly rất tốt của hai võ sĩ. Võ Cảnh ra vào hợp lý, có vẻ như Lê Huy Hoàng đang chờ đợi những tình huống đổi đòn, và một tình huống đổi đòn đã giúp được cho Lê Huy Hoàng bắt được lưng của Phạm Ngọc Cảnh. Và Lê Huy Hoàng đang cố gắng đưa Ngọc Cảnh xuống sàn, nhưng Phạm Cảnh vẫn đang cho thấy được khả năng chống vật của mình, vẫn chưa thể đưa được Phạm Cảnh xuống sàn rất chắc. Bây giờ thì Phạm Ngọc Cảnh đã phải xuống sàn và ngay lập tức có sai control dành cho Lê Huy Hoàng. Lê Huy Hoàng chắc chắn sẽ muốn lên mao với Phạm Ngọc Cảnh rồi. Liên tục là những tình huống chuyển đổi vị trí. Và bây giờ người đang nằm trên là Phạm Ngọc Cảnh, và vừa rồi là một cú round and pound, một tình huống búa hammer fist chính xác của Phạm Ngọc Cảnh. Võ sĩ vẫn đang cố gắng bắt lưng nhau và đưa nhau xuống sàn, nhưng rất khó. Và người đã đưa đối thủ xuống sàn là Phạm Ngọc Cảnh. Sai ngay lập tức là sai cả chỗ của Phạm Ngọc Cảnh. Rõ ràng là Lê Huy Hoàng cần phải cẩn thận với Phạm Ngọc Cảnh, bởi vì dù anh được biết là striker chính hiệu, nhưng anh luôn muốn đưa cuộc chiến về thế địa chiến. Và bây giờ là những tình huống trỏ nằm của Phạm Ngọc Cảnh. Phạm Ngọc Cảnh đã làm rất tốt những tình huống trỏ nằm trong trận đấu tứ kết đối với Roma Trừng. Và bây giờ anh đang muốn lập lại điều đó với đối thủ trẻ Lê Huy Hoàng. Vẫn là tình huống sai control. Một tay của Bảo Cảnh đang vòng qua cổ của Lê Huy Hoàng. Tiếp tục là những tình huống trỏ nằm. Lối chơi của Phạm Cảnh không có quá nhiều thay đổi so với trận đấu với Roma Trừng. Anh muốn sử dụng những tình huống sai control và sau đó đưa những tình huống trỏ nằm về phía đối phương của mình ở tư thế ngang. Và bây giờ thì Phạm Bảo Cảnh đang cố gắng ngồi lên bụng của Lê Huy Hoàng. Lê Huy Hoàng đang cố gắng butterfly sweep để có thể nhấc người của Phạm Cảnh lên, nhưng trọng tâm của Phạm Cảnh đang dồn lên người của Lê Huy Hoàng là rất tốt. Đầu của Phạm Cảnh vẫn đang sát với cái ngực của Lê Huy Hoàng. Ngay khi có khoảng trống thì anh sẽ đưa những cú hammer fist về phía đầu của đối phương, nhưng rất khó để cho Phạm Ngọc Cảnh có thể lên được mao, bởi vì chân của Lê Huy Hoàng đang giữ khá chặt. Và chỉ cần thêm một chân nữa thôi thì có lẽ là Lê Huy Hoàng có thể nhấc được Phạm Cảnh dậy, nhưng bây giờ thì Lê Huy Hoàng chỉ có khống chế được một chân thôi. Và chúng ta Phạm Cảnh vẫn giữ trọng tâm vô cùng tốt. Phạm Cảnh đang tìm góc và tung ra những cú hammer fist về phía đầu của đối phương.
cả hai võ sĩ nói họ sẽ có TKO hoặc là KO bằng tư thế đánh đứng. Và bây giờ họ đã đứng dậy. Lê Hoàng đã đứng dậy được rồi. Điều mà Romachin không làm được ở trận đấu trước. Double leg takedown đến từ Phạm Quang Cảnh. Slam! Một cú slam rất mạnh của Phạm Quang Cảnh. Những tình huống slam như vậy sẽ khiến cho khán giả rất phấn khích. Và Phạm Quang Cảnh tiếp tục nằm trên. Và những cú ground pound sẽ tiến về cái đầu của Lê Huy Hoàng. Lê Huy Hoàng đang tìm cách để áp sát Phạm Quang Cảnh và anh không muốn lưng của mình đặt xuống đất. Nhưng rất khó khăn, trọng tâm của Phạm Quang Cảnh rất tốt. Liên tục là những cú hammer fist. Lép lóc, vừa rồi là một tình huống có ý đồ lép lóc của Phan Huy Hoàng. Nhưng Cảnh đã thoát ra được rồi. Và bây giờ là tình huống headlock phá đầu đối với Lê Huy Hoàng đến từ Phạm Quang Cảnh. Vừa rồi là một cú búa, nhưng có vẻ nó đi chạch sau gáy. Những cú gối liên tiếp của Ngọc Cảnh về phía đầu của Huy Hoàng. Và vừa rồi lại thêm cú slam nữa, nhưng bây giờ chỉ còn 10 giây thôi. Lê Huy Hoàng thì luôn muốn trận đứng trận đấu này được đưa về striking. Tuy nhiên Phạm Ngọc Cảnh không hề muốn vậy. Và hiệp 1 đã kết lại. Chị ơi, bây giờ chị đã ghi trận sau rồi, thì bọn chị cứ nhắc lên bình luận để hút nhiều cái tình huống không có đúng. Bây giờ anh chỉ muốn hay là chị hỏi em cái tình huống slam, slam là gì vậy? Hay là như thế nào, như thế nào? Chứ bây giờ mà ngắt lên xong cứ một câu thì khác gì âm linh ở trước đâu. Chúng ta sẽ quay trở lại với hiệp 2 trận đấu giữa Phạm Ngọc Cảnh và Lê Huy Hoàng. Bây giờ sự tự tin có lẽ đã mất trên gương mặt của Lê Huy Hoàng rồi. Người chiếm được ưu thế ở hiệp thi đấu thứ nhất chắc chắn là Phạm Ngọc Cảnh. Khi ở những giây cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, anh đã làm rất tốt. Ý đồ double leg takedown bất thành của Phạm Ngọc Cảnh. Lê Huy Hoàng đang chọn tư thế đánh đứng. Anh không quá vồn vã tấn công. Và trọng tài đang yêu cầu Lê Huy Hoàng thi đấu tập trung và tích cực hơn trước Phạm Ngọc Cảnh. Tình huống đổi đòn tay trước chất lượng đến từ vị trí của Lê Huy Hoàng. Double leg takedown thành công thêm một lần nữa của Phạm Quang Cảnh. Và trận đấu lại được đưa xuống tư thế địa chiến. Và tiếp tục là side control. Không, bây giờ sẽ có nỗ lực làm ga của Lê Huy Hoàng. Và một chân của anh vẫn đang móc vào chân của Phạm Quang Cảnh. Thiết lập Buster Line để nhấc bổng người của Phạm Quang Cảnh lên để chuyển tư thế tấn công. Rất khó, cái trọng tâm của Phạm Quang Cảnh là rất tốt. Và Phạm Quang Cảnh vẫn lầm lũi thực hiện những cú hammer fist, những tình huống round and pound. Và len lỏi vào trong đó là những tình huống đánh trỏ nữa. Có lẽ như trận đấu này thì Phạm Quang Cảnh thi đấu một cách rất bình tĩnh và có chiến thuật. Anh không quá đôi công trong những tình huống tấn công. Và bây giờ thì cả hai đã đứng dậy. Và vừa rồi là một cú gối của Lê Huy Hoàng. Hai đang rất giằng co. Và một lần nữa Phạm Ngọc Cảnh đưa Lê Huy Hoàng xuống sàn. Họ đang nói trái lại những gì mà họ nói ở trong phần phỏng vấn. Cả hai muốn đánh đúng. Bây giờ là triangle. Nhưng mà lại thêm một cú slam nữa. Phạm Ngọc Cảnh muốn slam. Và slam của Phạm Ngọc Cảnh đã thoát khỏi tình huống hiểm nghèo của tình huống triangle đến từ vị trí của Lê Huy Hoàng. Phạm Ngọc Cảnh đang cố gắng lấy lửng, nhưng ngay lập tức thì Lê Hoàng trở lại với tư thế ga. Cái đầu của Phạm Ngọc Cảnh
cái đầu của Phạm Cảnh đang tì vào người của Lê Hoàng, và Lê Hoàng đã chấp nhận đưa lưng xuống sàn. Anh đã bị mất hơi sau hai cú slam rất nặng đến từ Phạm Ngọc Cảnh. Có lẽ bây giờ điểm số đang nghiêng về phía Phạm Ngọc Cảnh rồi. Phạm Ngọc Cảnh chuyển được về sai Càn Châu rồi. Rốc sai một khi ngồi lên đầu của Phan, của Huy Hoàng. Bây giờ thì Ngọc Cảnh đứng dậy, chắc chắn anh sẽ tìm góc, và góc của anh chọn là tình huống siết máy chém. Bây giờ thì là gắt đóng dành cho Phạm Ngọc Cảnh với Golotin trên cổ của Lê Huy Hoàng. Cái võ sĩ đang giữ tư thế, có lẽ họ sẽ cố gắng có một chút gì đó nghỉ ngơi trước khi chuyển sang tư thế. Và bây giờ là sai Càn Châu đến từ vị trí của Lê Huy Hoàng. Chúng ta sẽ xem Lê Huy Hoàng làm gì tiếp theo đây. Phạm Ngọc Cảnh lật ngừa lại sau tình huống sweep not sao thành công của mình. Và bây giờ là Golotin chốc đến từ vị trí của Phạm Cảnh. Một cú gối của Phạm Cảnh về phía đầu của Lê Huy Hoàng, nhưng rất may nó đã không đi vào đầu của võ sĩ PFC Phú Quốc. Phạm Cảnh trong trận đấu này đang thi đấu rất an toàn, anh không quá bung sức vào những tình huống địa chiến. Và bây giờ là những tình huống trỏ của Phạm Cảnh. Lê Hoàng đã có cú đấm đầu tiên, không thể lật ngửa đối với Lê Huy Hoàng. Lê Hoàng phòng ngự cũng đang rất tốt rồi. Cái võ sĩ tiếp tục trong tư thế địa chiến. Lê Hoàng đang tìm cách ngồi dậy, và Phạm Ngọc Cảnh chắc chắn không muốn để điều đó xảy ra rồi. Và bây giờ thì Phạm Ngọc Cảnh đứng dậy. Một phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Cái võ sĩ chuyển về tư thế đánh đứng. Tình huống đổi đòn, và ngay lập tức sau tình huống đổi đòn là một tình huống check down của Phạm Ngọc Cảnh. Rất khó, lại một lần nữa thì Phạm Ngọc Cảnh đưa Lê Huy Hoàng xuống đất. Và bây giờ người nằm trước màu là Lê Huy Hoàng. Thậm chí là Lê Huy Hoàng có thể lấy được lưng trong 35 giây cuối cùng. Và liệu có... Và liệu bây giờ có một tình huống set up Renex Chop hay không? Set up Renex Chop rồi. 24 giây cuối cùng, liệu tình huống này thành công hay không? Lê Huy Hoàng đang rất cố gắng. 20 giây cuối cùng, Lê Huy Hoàng lọt được đối phương lại rồi. Nhưng tay của anh vẫn chưa thể vào cái cổ của Phạm Ngọc Cảnh. Phạm Ngọc Cảnh đang phòng ngự tốt. 10 giây cuối cùng, liệu có bất ngờ hay không? Chắc chắn rồi, không có hay có hay không đây. Và nỗ lực của Lê Hoàng có lẽ đã thất bại khi tiếng cảnh đã vang lên. Một tình huống thoát thua của Phạm Ngọc Cảnh. Tiếng cảnh đã cứu cho Phạm Ngọc Cảnh khỏi tình huống hiểm nghèo. Trở lại với hiệp đấu mà người đang chiếm được lợi thế là Phạm Ngọc Cảnh với những tình huống take down thành công của mình. Những tình huống take down thành công của Phạm Cảnh là nhiều hơn Phan Huy Hoàng. Chúng ta hãy cùng xem võ sĩ của PFC Phú Quốc có thể làm nhiều hơn, và anh có bung sức trong hiệp thi đấu cuối cùng này để giành lại lợi thế của mình hay không. Tay sau tốt của Lê Huy Hoàng. Lại một tình huống take down nữa của Phạm Cảnh. Gối chính xác của Lê Hoàng, và Phạm Ngọc Cảnh đã phải lui ra giữ cự ly đề nghị. Nhưng ngay lập tức võ sĩ của Lê Phong trở lại với hai cú đấm. Lê Hoàng vẫn tỏ ra một phong thái vô cùng tự tin và điềm tĩnh. Body kick của Phạm Ngọc Cảnh, và bây giờ Phạm Ngọc Cảnh
cảm giác được sự nguy hiểm của Lê Hoàng càng ngày càng lớn dần. Anh đang chọn cách di chuyển. Một cú gối của Lê Hoàng là quá nặng vào cú vào body của Phạm Ngọc Cảnh. Phạm Ngọc Cảnh một lần nữa muốn đưa đối phương xuống đất. Tay trước tốt của Phạm Ngọc Cảnh. Một cú check hook đang được Phạm Ngọc Cảnh sử dụng để thoát khỏi cái góc mà Lê Hoàng tạo ra. Sau tình huống gối vừa rồi thì có lẽ Phạm Ngọc Cảnh đã mệt rồi. Anh đang chọn cách di chuyển. Phạm Ngọc Cảnh đang cố gắng hồi sức. Nhưng sự đeo bám của Lê Hoàng, Phạm Ngọc Cảnh có ở đâu thì Lê Hoàng ở trước mặt. Liên tục là những tình huống striking đặc cấp của Lê Hoàng. Bắt chân đôi, up leg takedown. Và bây giờ lại một lần nữa Phạm Ngọc Cảnh đưa trận đấu về tư thế địa chiến. Nếu không đưa Lê Hoàng về tư thế địa chiến thì có lẽ Phạm Ngọc Cảnh sẽ rơi vào tình thế hiểm nghèo khi anh đã bị hụt hơi sau những tình huống đấm và gối chính xác của Lê Hoàng. Và bây giờ thì Phạm Cảnh đã đứng dậy sau một tình huống có ý đồ sắp đặt triangle của Lê Hoàng. Lại là một nỗ lực và lại một cú slam thành công nữa. Một cú slam lại một lần nữa khiến lưng của Lê Hoàng đập xuống đất và chắc chắn Lê Hoàng sẽ bị hụt hơi trong tình huống này. Phạm Ngọc Cảnh đang làm chủ được thời gian và thời gian đang nghiêng về phía Phạm Ngọc Cảnh. Và chỉ có kết thúc trận đấu bằng một tình huống submission KO hoặc TKO thì mới giúp Lê Hoàng có thể chiến thắng trong trận đấu này thôi. Và bây giờ là những nỗ lực triangle đến từ vị trí của Lê Hoàng. Bẻ tay rồi, liệu có armbar không? Và vẫn là triangle đến từ vị trí của Lê Hoàng. Nhưng nó vẫn chưa hiệu quả. Cảnh đã rút ra tay ra thành công. Và bây giờ là những cú hammer fist. Lê Hoàng bắt được chân rồi. Cuột chân. Takedown thành công. Double leg takedown thành công của Lê Hoàng. Và Golotin siết máy chém vẫn đang ở trên cổ của Lê Hoàng. Sai cản trô có được của Lê Hoàng. Và Lê Hoàng đang có được một tay của Phạm Ngọc Cảnh rồi. Liệu anh có thể sử dụng tình huống này để biến nó thành arm triangle hay không? Hai mao thành công. Lên mao thành công rồi. Phạm Ngọc Cảnh đang giữ đối phương lại gần mình một cách rất chắc chắn. Đầu của Phạm Ngọc Cảnh vẫn đang ở ngực của Lê Hoàng. Cái cằm của Lê Hoàng cũng đang tì sát vào đầu của Phạm Ngọc Cảnh để gây ra những cú sượt khó chịu. Một lần nữa thì Lê Hoàng lại có được lưng. Liệu có RNC Renex chấp không? Những nỗ lực của cả hai, một người phòng ngự và một người tấn công. Tay của Phạm Ngọc Cảnh vẫn đang chống tốt. Và bây giờ tay đã vào rồi. Tay đã vào bên trong rồi. Phạm Ngọc Cảnh đang cố đẩy tay ra. Liệu nó có thành công hay không? Thành công rồi. Nhưng lưng của Phạm Ngọc Cảnh vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của Lê Hoàng. Và một lần nữa Lê Hoàng tiếp tục set up một đòn. IC rồi đánh chấp. Một phút cuối cùng Phạm Ngọc Cảnh đã ngồi được dậy. Nhưng Lê Huy Hoàng vẫn đang nỗ lực để đưa Phạm Ngọc Cảnh vào IC rồi đánh chấp. Liên tục là những tình huống thoát thua của Phạm Ngọc Cảnh. Phạm Ngọc Cảnh đang cố gắng úp người lại. Nhưng Lê Hoàng đưa anh ngửa người ra. Liệu có một tình huống lội ngược dòng của Lê Hoàng hay không? Lê Hoàng đang rất cố gắng ở trong 30 giây cuối cùng. Liệu có một chiến thắng sút bùi giờ không? IC vào rất chặt rồi, rất chặt rồi, rất chặt rồi. Liệu có chiến thắng submission hay không? Phạm Ngọc Cảnh vẫn chưa bỏ cuộc. Phạm Ngọc Cảnh thoát ra thành công. 15 giây cuối cùng. Lì lợm của Phạm Ngọc Cảnh, kinh nghiệm của Phạm Ngọc Cảnh. Liệu tay đã vào chặt tay chưa? 5 giây cuối cùng vẫn chưa có tap out đến từ Phạm Ngọc Cảnh. Những nỗ lực của Lê Huy Hoàng rất lì lợm. Và Phạm Ngọc Cảnh phòng ngự thành công. Thành công rồi. Một trận đấu quá hay. Tưởng chừng như có một màn lội ngược dòng. Bàn đòn siết từ phía cổ, từ phía sau IC Rì đánh chấp. Nhưng Phạm Ngọc Cảnh muốn có thêm một trận David Liên Phong.
tưởng rằng trận đấu sẽ có một màn lội ngược rộng được xảy ra. Tuy nhiên không, chúng ta vẫn phải phân định thắng thua sau 3 hiệp đấu. Và chiến thắng đã thuộc về võ sĩ bên góc đài màu đỏ. Xin chúc mừng chiến thắng của Phạm Ngọc Cảnh. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, anh cảm nghĩ như thế nào sau khi thoát thua ở những giây cuối cùng của trận đấu đầy kịch tính này? Mình cảm thấy rất là đã. Vì cái trận hôm nay mình rất là tốt, mình chống trả quyết liệt đến khi làm hết giờ thôi. Vừa rồi là một tình huống rất nguy hiểm, và những nỗ lực của mình anh đã vượt được qua. Đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho anh. Anh áp đảo từ Liên Đồng cho đến những điểm cuối cùng và có một pha phát thua ở tình thế vô cùng hiểm nghèo. Và bây giờ là lúc anh có thể gửi những lời dành cho đối thủ của mình ở trận chung kết, người sư huynh của mình. Mình xin gửi lời chúc sức khỏe và chúc bằng thật tập luyện thật tốt để mình sẽ gặp lại trận chung kết. Xin cảm ơn anh và hoàn thành anh ở đâu ạ? Tôi xin mời anh Hoàng Thạch lên đây ạ. Xin chào anh Hoàng Thạch, và anh đánh giá như thế nào với trận đấu vừa rồi với sư đệ của mình cũng như là đối thủ của mình ở trận chung kết? Chắc Cảnh là sư huynh của mình. Thế mọi người cứ hay nghĩ là mình là sư huynh, nhưng mà Cảnh là người vào Liên Phong và tập vợ ở Liên Phong lâu mình. Trận đấu vừa rồi thì mình rất vui vì Cảnh là cống hiến một trận đấu rất chi là máu lửa, từ cho thả không một tới đâu ba sự nỗ lực không bỏ cuộc chiến đấu tới hết mình. Mình rất là vui, mình đứng ở dưới mình cổ vũ. Hôm nay là tâm thái của mình là người hỗ trợ tốt tài cho Cảnh, mình luôn cổ vũ hết mực và làm mọi điều để hỗ trợ cho Cảnh trận chiến thắng trận đấu này. Tại trận chung kết thì cả hai sẽ là đối thủ của nhau, và bây giờ chúng ta sẽ có một màn playoff trên đài.